Bây giờ trực tiếp đến cảnh dàn hot girl Trà Vinh chuẩn bị mang ban Khánh Thành ra cắt khai trương cây cầu số 38. Hot cái gì mà hot? 32 mà. 32 hả chị? Nãy nghe 32 mà. Ồ. Ở đây có nhiêu cam nè. Cam hay quýt chị? Bưởi. 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 Cam quýt bưởi.